Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp nguyên Chủ tịch nước có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bày tỏ vui mừng được đón đồng chí nguyên Chủ tịch nước về thăm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước những thành tựu đáng phấn khởi mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Nổi bật là toàn tỉnh đã đạt và vượt 14 trên 17 chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,27%, đứng thứ 23 trên 63 tỉnh thành phố, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, xây dựng nông thôn mới được quan tâm đẩy mạnh, văn hóa xã hội có bước phát triển mới, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh định hướng mục tiêu của tỉnh trong những năm tới, cụ thể phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, là một trong những cực tăng trưởng của khu vực đồng bằng sông Hồng và cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương, đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo đặc trưng đô thị di sản Thiên Niên Kỷ. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kính chúc nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm mới luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, động viên tỉnh trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển giàu mạnh. Chúc mừng trước những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Ninh Bình là một trong những tỉnh phát triển tương đối nhanh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, đó là kết quả của sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước. Những định hướng của tỉnh đề ra trong thời gian tới là rất phù hợp với tiềm năng thế mạnh riêng có của mảnh đất Ninh Bình, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới. Nguyên Chủ tịch nước chúc tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để ngày càng phát triển. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình năm mới, thắng lợi mới.